Lô, dạo thời gian gần đây con có biết đang xảy ra chuyện gì hay không? Ủa, chuyện gì á? Đó là cá chết hàng loạt ở miền Trung. À, vụ này biết. Hôm qua lướt lướt Facebook, có thấy cá đầu chết quá trời quá đất, nhìn thấy tội luôn. Tội nghiệp mấy người ngư dân hả Lô ha? Con có muốn giúp đỡ họ không Lô? Có. Giúp làm sao Lô? Chưa biết. Thôi hỗ trợ tiền đi Lô. Tiền? Nhiêu? Nói luôn đi. 1 triệu ơi con. Một đồng mà còn không có nữa. 1 triệu. Vậy thôi 500 thôi Lô ha. Mà 500 hả? Mà không đủ. Ba cho con mượn. Được. Mà có trả ba không? Trả. Tôi sẽ giữ nhà cho ông suốt đời luôn. Mượn tiền trả tiền chứ giữ nhà gì mày? Đúng, đúng, không sai. Ba giỡn thôi, chủ yếu là lòng thành của con. Con trả cho ba gì cũng cái được. Cái này ba nói rồi nghe. Duyên. Mà luôn nè, ba hỏi con cái này. Hỏi đi. Con có nghĩ lý do gì? Lý do gì? Lý do gì? Tán người bập tài bây giờ tôi chưa hỏi xong cơm hết hả mày? Ba hỏi đi. Sao? Nói nhanh lên, đang đau bụng yếu muốn chết luôn nè. Từ từ. Nhanh đi, hỏi đi. Lu có nghĩ lý do tại sao mà cá chết hàng loạt vậy không? Ai biết trời. Lu suốt ngày ở nhà không à? Đúng rồi, suốt ngày mày ở nhà không mà có ra ngoài đường đâu biết. Ngu như Lu vậy. Ê, chửi gì vậy hả? Ba nói mày khôn như Lu vậy đó. Được. Mà tội nghiệp người dân miền Trung mình quá Lu ha. Năm nào cũng có chuyện xảy ra với họ. Đúng rồi, năm nào cũng hết chuyện này tới chuyện kia. Vừa rồi người dân đồng bằng sông Cửu Long thì ngập mặn, cây chết hàng loạt, đất thì nứt nẻ, không ít người bị điêu đứng. Bây giờ tới người dân miền Trung. Ý con nói vậy là sao hả Lu? Thì ai biết đâu. Chắc do thời tiết thất thường thôi chứ ai đâu làm mấy chuyện này Lu ha. Hai cái đó Lu không biết à. Biết đâu gặp chung lại thành một cũng không chừng. Là sao mày không hiểu? Từ từ ba cũng hiểu à. Ok, đeo này vô đi. Ủa đeo này vô gì? Đây là cái vòng kim cô, nó giúp cho con bớt điên. Ha, nãy giờ tôi thấy mày điên lắm luôn vậy luôn. Nhiều khi điên điên mới biết mình có duyên á cha nội. Xin một lời, tôi yêu Việt Nam.